Chào tất cả các bạn. Hôm nay tôi muốn hướng dẫn các bạn là lập trình C cộng trên môi trường Bon C 4.5 dành cho việc là thi trên máy, thi tự luận trên máy, đề bài chấm bài tự động. Thì cách thi và đề thi thử rồi ôn luyện thi thì các bạn truy cập vào trang web là pcat.điều khiển.net/thi. Thì trên này sẽ có cái ngân hàng đề thi để cho các bạn thi thử. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn là để làm một cái ví dụ mẫu phù hợp với cả thi. Thì đầu tiên chúng ta làm bình thường, sau đó tôi sẽ hướng dẫn các bạn là cách làm để nộp bài thi. Thì trên cái bài toán này chúng ta là có là thứ nhất là nhập n, thứ hai nữa là in ra màn hình cái hàm SI. Đấy. Thì công việc cần làm như sau: thứ nhất là mở môi trường biên dịch, thứ hai là viết một chương trình ngắn thôi, dịch thử xem phần mềm nó có lỗi hay không. Nếu như phần mềm mà lỗi không dịch được, không chạy được thì không 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 nên viết chương trình, chuyển máy ngay. Thứ ba là viết chương trình đầy đủ, và thứ tư là chạy và kiểm tra kết quả. Thì đầu tiên chúng ta mở cái môi trường biên dịch lên. Trên này có cái gì là bỏ hết đi. Đấy, đây là cái môi trường biên dịch. Thì chúng ta tạo một cái file mới vào file new. Sau đó chúng ta gõ loằng ngoằng, xong rồi chúng ta lưu lại file save vào. Đấy. File save vào chúng ta sẽ lưu cái là cái ví dụ bài làm là tính S từ 1 đến N, ví dụ thế nhá. Tôi lưu thế cho nó mang tính chất gợi nhớ mà. Để tính S từ 1 đến N lưu tại ổ C. Thì các bạn có thể muốn có thể chọn vào ổ khác hoặc là thư mục khác nếu muốn. Thì tôi cứ lưu ổ C làm gọi là lưu tạm. Ok. Thì ở đây C đã lưu vào đã có file C tính 1.n. Ok, bây giờ tôi xóa cái này đi. Để tôi viết thử một chương trình. Thang include iostream.h void main, mở một đóng ngoặc, mở một nhọn, xuống dòng đóng một nhọn. Cout in thử mà. Tuấn Anh. Ví dụ nếu như mà chương trình này chạy được thì coi như trình biên dịch là được. Ctrl F9. Đấy, như vậy là chương trình là chạy xong rồi đây. Inactive đây, chạy xong rồi đây. Có chữ Tuấn Anh đây. Rồi, ok. Thì khi xong rồi thì bây giờ chúng ta thử một cái là nhập vào xong in ra để xem là có nhập được hay không. N bằng C in N chấm phẩy C out. Ví dụ như N cộng 2 chẳng hạn, để mình thay đổi nó đi. Rồi, in N chấm phẩy. Đây là một chương trình chúng ta chưa tính toán gì cả. Đấy, thì để thử trình biên dịch xem là bấm vào đây xem nó có chạy được đúng hay không. Thì đầu tiên nó in ra N bằng đây, N chúng ta nhập vào 4 Enter thì nó in ra là N6. Như vậy là trình biên dịch tốt, trình biên dịch này hoàn toàn tốt. Bây giờ chúng ta mới bắt đầu đi viết chương trình. Xóa cái này đi. Thế bây giờ chương trình của chúng ta là gì? Chương trình của chúng ta là nhập vào một số nguyên n từ bàn phím. Nhập một số nguyên n từ bàn phím. Sau đó thì in ra màn hình. Thì đầu tiên chúng ta nhập n từ bàn phím đã. Đấy, bước 1 nhập n từ bàn phím. Tôi để như này cho nó dễ nhìn. Rồi. N ở đây là vì n ở đây là tính s bằng 1 cộng 2 thì cộng với n, cho nên n là số nguyên. In n chấm phẩy C out
chương trình tính S bằng 1 cộng 2 cộng chấm chấm cộng N nháy N line chấm phẩy để định hướng cho người chạy chương trình biết là chương trình này dùng để làm gì. Thứ nhất, thứ hai là cout n bằng chấm phẩy cin n chấm phẩy để cho lên một dòng. Thì đầu tiên là chúng ta nhập n, nhập số nguyên n từ bàn phím đây, xong rồi số nguyên n đây mà nhập từ bàn phím xong. Thứ hai là in ra màn hình giá trị của hàm s, như vậy là chúng ta phải có thêm một cái biến nữa là biến s gì đấy. Thì đầu tiên là s bằng 1 cộng 2 cộng 3 cộng 4 cộng 5, à như vậy chúng ta for khai báo một cái vòng lặp in the k bằng 1 chấm phẩy k nhỏ hơn hoặc bằng n chấm phẩy k cộng cộng đấy, duyệt k từ 1 cho đến n. Sau đó thì ta có là s bằng s cộng k, như vậy thì đầu tiên s phải là s phải bằng bằng 0. Đấy, s bằng 0 sau đó cộng 1 cộng 2 cộng 3 cộng n. Như vậy thì vòng for này của chúng ta là có cái vòng lặp với nội dung là s bằng s cộng k đúng không? S cộng bằng k. Nội dung có thể của bài khác có thể khác nhưng mà nội dung bài này thì chỉ vậy thôi. Tất nhiên là ở đây chúng ta có thể là bỏ đi cái mở ngoặc đóng ngoặc, vì sao? Vì nó chỉ có đúng một lệnh thôi. Đấy, thì chúng ta có thể bỏ đi nhưng ở đây không bỏ cũng không sao cả. Nên viết này cho nó đầy đủ đối với những cái bài phức tạp. Thứ hai là in ra màn hình giá trị SC. Thì in ra màn hình giá trị S thì chúng ta cout tính S xong rồi, đúng không ạ? SC bằng đấy, s hoang chấm phẩy, xong chương trình xong. Đấy thì chương trình như này là xong. Bây giờ chúng ta chạy thử, chạy bây giờ chúng ta lấy là nhập n bằng 3 đi, 1 cộng 2 cộng 3 n bằng 3 thì s sẽ bằng mấy ạ? Bằng 6 đúng rồi. Xong inactive là chạy xong rồi đấy. Bây giờ muốn chạy lại ví dụ nhập n bằng 9 chẳng hạn, thì xem s bằng mấy. S bằng 45. Như vậy với n bằng 9, s bằng 45, đây được gọi là một test. Cái test thì có nghĩa là một lần kiểm tra. Vừa rồi tôi đã chạy hai lần, bây giờ tôi chạy thêm một lần thứ ba nữa là nếu n bằng 0, tức là test hay rơi vào những cái trường hợp là giải từ trường hợp đặc biệt đến trường hợp bình thường. Nếu n bằng 0 thì s bắt buộc phải bằng 0 thì mới đúng. À như vậy thì cái chương trình này là đúng rồi. Đấy, ví dụ như là nhập n một số lớn chẳng hạn. Đấy, ví dụ như là n bằng 1 triệu 1.000 đi. Đấy, n 1.000 thì s bao nhiêu? Đấy thì s bằng bằng âm như thế này. Thì khi mà đề của các bạn ra là s cũng như thế này thì đúng là chương trình này là đối với số lớn là không được. Như vậy ở đây phải giới hạn là n từ bao nhiêu đến bao nhiêu. Nhưng mà n 1.000 là số lớn không được. Nếu chúng ta muốn nó đúng với số lớn hơn, chúng ta sẽ chuyển cái số này thành số long nếu là số lớn. Tất nhiên trong đề sẽ giới hạn là bao nhiêu, chúng ta sẽ thử lại. N bằng 1.000. Enter. Đấy thì S bằng là 500.000. 500. Đấy. Số rất là đẹp. Thì khi mà viết chương trình ấy, thì sẽ có giới hạn. Chương trình sẽ cho giới hạn hoặc là không giới hạn. Nếu chương trình không cho giới hạn thì chúng ta phải làm với kiểu dữ liệu là to nhất. Còn nếu như chương trình mà có giới hạn, ví dụ n chỉ được từ trong khoảng từ 0 đến 100 thôi thì chúng ta không cần phải giới hạn. Đấy, ví dụ thế, nếu chạy 100 thì đúng rồi thì thôi. Đấy, tôi để lại chế độ bình thường. Ví dụ này ạ, chương trình mẫu như này. Thì đây là chương trình chạy bình thường. Đấy. Chương trình này chạy bình thường. Vậy thì với chương trình đây, viết môi trường xong rồi, viết chương trình ngắn xong rồi, viết chương trình đầy đủ xong rồi, chạy và kiểm tra kết quả xong rồi. Như vậy bây giờ chúng ta sẽ sang một cái bước rất quan trọng nữa, đó là cái bước là
hiệu chỉnh để nộp bài, chấm máy đấy, hiệu chỉnh chương trình để nộp bài chấm máy. Thì hiệu chỉnh chương trình để nộp bài chấm máy có nghĩa là gì? Ví dụ như là chúng ta viết như này thì máy nó sẽ không hiểu cái dòng này là cái gì, không hiểu dòng này là cái gì, không hiểu dòng này là cái gì. Có những người thì viết như này, có những bạn thì viết như thế này, có những bạn viết thế này, có những bạn viết thế này, còn có những bạn thì lại viết thế này. Thế bây giờ thống nhất làm sao được? Cho nên nếu chương trình chúng ta như thế này đấy, nếu chương trình chúng ta như này thì bây giờ chấm máy thì chúng ta sẽ phải làm gì? Chấm máy thì tất cả cái cout thừa này này chúng ta bỏ đi đấy, toàn bộ cái cout thừa này chúng ta bỏ đây, tôi cho nó xuống dòng đó, tôi đánh comment lại, comment nó không ảnh hưởng đến chương trình nữa đúng không ạ? Còn cái dòng này này tôi sửa nó đi, vì ở đây là tôi chạy chương trình để chạy bằng tay, chạy kiểm tra kết quả bằng tay, trong khi lập trình thì tôi để thôi, nhưng còn thì chạy bằng máy thì cái phần thừa chúng ta bỏ đi. Như vậy thì chạy trên máy thì những cái thừa này chúng ta không dùng. Như vậy thì khi mà vào C-in ấy, thì C-in là và C-out là C-out. Bây giờ ví dụ như chúng ta chạy thử như này thì chẳng hạn như là đối với chúng ta chẳng hạn này, nó sẽ không nhìn thấy đây là cái gì hết và cứ hiện này thôi và không biết phải làm gì. Nhưng máy thì nó lại hiểu, máy thì nó sẽ tự động truyền cái giá trị vào đây là ví dụ truyền số 5 chẳng hạn đấy, nó sẽ enter thì nó sẽ hiển, chúng ta sẽ in ra cái S này, S đây bằng 15 thì chính là bằng 1 cộng 2 cộng 3 cộng đến 5, thì máy nó sẽ chấm cái số 15 so với số 5 này này có đúng không đấy. Thì đấy, thì với bài như này thì các bạn có thể nộp để gửi đi lên lên form thi rồi. Để như thế này để làm gì, để cho chúng ta biết rằng là chúng ta đang làm gì. Tất nhiên các bạn cũng có thể xóa đi như thế này cũng được đấy, xóa đi như thế này xong nộp bài như thế này cũng được, không sao cả, không vấn đề gì cả đấy. Nhưng mà nếu như chúng ta mà chưa thạo ấy, hoặc là chạy mà sợ nhầm lẫn ấy, thì chúng ta để này, chúng ta cứ để comment thôi, thì chúng ta nhìn cái C-in đây đều chúng ta biết C-in là của cái nào như thế chẳng hạn đấy, thì chúng ta nộp cái bài này lên trên trên máy. Thế khi mà chúng ta thi trên máy thì sẽ có những cái phần mà chúng ta phải khai báo, ví dụ khai báo họ và tên chẳng hạn, không khai báo mã số sinh viên chẳng hạn, xong rồi vào thi thì ở đây sẽ có một cái đề, thì cái đề này nó sẽ là cái đề chúng ta làm và chúng ta bắt buộc phải đọc thật kỹ cái này, đọc rất kỹ xem là với đề này thì đầu vào là gì và đầu ra là gì, phải nhập đúng như thế này, xuất đúng như thế này. Sau đó thì cái mã nguồn chúng ta, giả sử như cái mã nguồn của tôi lúc nãy lập trình ở đây, bây giờ tôi bôi chuột này, xong tôi chọn edit, chọn copy như này chẳng hạn đấy, thì tôi copy vào, thì copy vào đây, ví dụ ở đây đang là cái gì đó nhé, giả sử như là lúc nãy chúng ta đang làm rồi, đang là cái gì đó chúng ta không nên bôi như này, xong rồi chúng ta xóa, không nên nhé, không nên bôi xóa. Vì sao? Vì bôi xóa này nó còn thừa cái đoạn này này, chúng ta không phát hiện ra, thì chúng ta cứ bấm cái nút mà reset ở đây, hoặc là tôi sẽ sửa cái này thành là xóa nội dung bên trên đấy, xóa nội dung của ô nhập ngay bên trên, thì chúng ta làm xong này sau đó chúng ta dán vào đây, paste vào đây hoặc là Ctrl V vào đấy, thì nội dung đây mới là nội dung bài chúng ta, xong rồi chúng ta gửi đáp án, thì cứ gửi đáp án khi nào mà nhìn thấy là gửi lên máy chủ đã thành công thì đáp án của các bạn đã được nằm trên máy chủ rồi đấy. Thì đấy là hoàn toàn toàn bộ những cái mà tôi muốn hướng dẫn các bạn để làm bài và thi với chương trình thi chấm thi tự động tự luận trên máy. Nếu có cái gì không hiểu các bạn có thể vào trang pcat.điềuhiển.net, sau đó thì vào diễn đàn hoặc là vào đây, vào các bạn có thể vào diễn đàn đây, hoặc là các bạn có thể gửi email cho tôi, các bạn có thể vào diễn đàn đây, sau đó thì vào ở trong cái
cái môn ngôn ngữ lập trình bậc cao đây. Đấy, các bạn có thể thảo luận với tôi ở trong này. Đấy, thì tôi sẽ trả lời các bạn, hoặc là email cho tôi theo cái địa chỉ này thì tôi sẽ trả lời các bạn khi mà các bạn cần.